Chào cả nhà đến với video tiếp theo của Chuột ha. Cũng lâu rồi mình không có ra video ha. Hiện tại là Chuột đang ở Mỹ, mới chuyển qua thôi, được vài tháng thôi. Thì hôm nay là quay cho mọi người xem cái cây đào trước nhà của Chuột. Ok. Hồi trước giờ hồi nhỏ giờ mình xem tivi, mình xem phim Tôn Ngộ không nè, Tây Du Ký, thì hỏi là không biết là cái trái đào này nó có thật hay là không. Rồi lớn lên nó mình mới biết là nó có thật. Xong rồi mình cũng ước là một ngày mình được thấy cái cây, rồi mình được hái cái trái nó mình ăn thử coi sao. Thì hôm nay thì sau khi mà qua Mỹ rồi thì trước cái nhà của Chuột ở đây thì nó có cái cây đào, thì hôm nay quay cho mọi người xem luôn ha. Ok, và nó đây, lúi lúi cho mọi người thấy nè. 2, 3. Đăng ký kênh Chuột Lắc Cuộc Sống Mỹ và nhấn vào cái chuông để ủng hộ Chuột nhé. Thank you. Đây là trái đào. Trái đào màu vàng chứ nó không có giống như trái đào trong phim Tôn Ngộ Không. Cái trái này nó làm ngay cái khúc cua luôn. Bữa trước á, nó có đây cái mình cắt ở chỗ này cho nó bự cái trái lên. Này cái trái này có vẻ là bự nhất rồi đó. Nó không có giống như cái trái trong phim nó bự ha, của Tôn Ngộ Không nó quay nó bự mà nó màu hồng hồng. Ở trên đây thì có nhiều lắm. Mình quay cho mọi người xem ha. Trên đây nè. Cái cây này cái này. Oh, nhiều chưa. Cái đào này thì nó nhỏ thôi. Đào này là đào vàng, chín thì nó màu vàng. Chúng mình hái thử, ăn thử ra sao ha. Chính nó màu vàng, ở trong phim Tôn Ngộ Không thì nó màu hồng hồng, trắng trắng hồng hồng. Ở siêu thị ở đây thì có nhiều loại đào lắm. Đào xanh, đào vàng, đào hồng hồng. Thì có mấy trái mà ở Việt Nam mình gọi là trái mận Hà Nội rồi đó, nó cũng là một họ có trái đào. Đây, cái này nó bị hư rồi. Cái trái đào này nó hơi bị sâu á. Hai con ruồi nó chích vô cái nó đẻ cái trứng vô cái có sâu. Nhiều nghe chưa nè. Wow. Bữa mình ăn một trái rồi thấy nó cũng chua chua ngọt ngọt, cũng thơm, giống như mà cái trà đào cam sả của mình ở Việt Nam vậy. Cái trà đào cam sả nhớ Phúc Long, đặc trưng Phúc Long là có sả. Mà ngon nhất là trà sữa ha, trà sữa với bánh lăng Phúc Long. Qua đây không thèm mày đâu có uống đâu, Phúc Long không có ở Mỹ. Để quay nguyên cái cây ra. Hơi nắng ha. Trái lủng lẳng cưng này chưa. Bà bầu bữa hồi. Còn đây là cây ô liu, để bữa nào mình quay sau. Cái vườn rau nè. Để bữa sau mình quay, để mình quay từng phần cho mọi người xem cho nó focus vô, tập trung vô cái chủ đề. Hết trái dễ thương nghe chưa nè. Cưng ha, nên là mình hái mình ăn thử ta. Em vô lấy hũ muối Tây Ninh với con dao giùm anh coi. Để ăn thử coi nó là sao. Này, xung quanh nhà mình đây có còn cái miếng đất trống cái má vợ mình thả nó đào xuống trồng. Ok, tập trung đi. Có nhiều loại rau lắm, bữa nào quay cho mọi người coi. Giờ quay đào trước. Thì cái đào này á, hồi lúc đầu năm mình qua là nó, hồi mình qua tháng 1 đến nay là tháng 8 rồi, tháng 8 tháng 9 rồi, là nó cũng được 8 tháng rồi đó. Mà cái trái nó chỉ có nhớ như đây thôi, là như đây là hết lớn rồi đó. Ở trong siêu thị thì nó có đào xanh, đào vàng giống này, đào đỏ. Để mình kèm cái hình vô, mình chụp ở trong siêu thị cho mọi người xem luôn ha. Để hái thử này đi. chín nè. Bây giờ cái cao quá sợ hãi ta. Trời. Chuột cũng mới qua Mỹ được có 8 tháng à. Cũng còn nhiều cái điều mới nó lạ với mình, cũng muốn quay chia sẻ với mọi người xem. Mọi người đó, xem thì ủng hộ kênh của Chuột ha. Có muốn xem cái gì ở Mỹ thì nói comment bên dưới, Chuột biết Chuột quay. Ok, mình hái luôn cái trái dưới nè. Thực ra là cái trái này là nãy nó rụng rồi, Chuột gắn lên thì... Không, cũng tính là để quay cho cả nhà xem á, nhưng mà hôm qua rồi vừa chụp tấm hình xong hôm nay nó rụng. Em gọt giùm anh đâu. Hỏi rửa, nó đâu có gì đâu. Chà sơ, à nó luôn. Em chà cả lông ra đi. Nè, nó có lông nè. Vậy rửa đi. Rửa đi. Tại nó có lông, có bụi, phải rửa. Ừ. Chẳng nhớ cái lông mình mới nhớ. Thường á, cái đào nó có nhiều cái loại đào lắm. Như nãy mà mình có cho mọi người xem cái hình cho mình chụp ở trong Costco này, là trong siêu thị á, thì hái trái này cho bự, hái bự quay cho nó dễ thấy ha. Này hoa hồng nè, hoa hồng nó khô, nó quấn lên cái cây đào. Đây, cái này đẹp. Ừ rồi nó đục á, nó ỉa vô á. À, này cho hết chưa? Đó. À, không biết mọi người thấy không, cái lông li ti của nó nè. Thì nó có hai cái loại, một loại đào lông với một loại đào là không có lông, cái da nó bóng nè, lông giống như bông gòn. Em bật cái vỏ đi. Ừ, nè lông nó ra nè, kiến dữ ta. Lông quá trời ha. Này chắc phải rửa ha. À, được 3 trái. Còn nhiều lắm luôn á. Lẫn lẫn luôn. Hồi xưa mình coi phim Tôn Ngộ Không, mình cứ ước là cái chim mình ăn được cái trái này nó làm sao. Rồi qua đây còn được ước thấy luôn. Cũng có. Hồi xưa mình đi Tây Bắc á, mình đi Lớp Bết á, thì mình cũng thấy có cây nhưng mà nó chưa có trái. Đây nữa nè. Cái này chắc ở Đà Lạt, Việt Nam chắc cũng có ha. Bữa thấy thằng Khương quay. Tây Bắc cũng có. Thằng Khương chụp hình. Hà Nội là anh nghĩ là chắc mấy cái trái mà trái mọng Hà Nội nó giống như là da nó trơn phải không? Không biết à. Anh chị nào ở miền Bắc, ở Hà Nội hay ở đâu Lạng Sơn đồ thấy có comment dưới cho mình biết ha. Nhiều lắm, thấy trong siêu thị nhiều lắm. À, bữa thấy quay táo tàu nó còn sao, cái táo tàu bữa nó quay. Ồ, cái gì ghê à? Ồ, nó ăn hết trong luôn rồi. Quỷ sâu. Ghê vậy? Ghê quá. Cắt bỏ đây. À, đằng sau nhà mình có cây táo tàu của nhà hàng xóm. Để bữa nào mình quay cho mọi người xem. Cái táo tàu nó giống như cái táo mình mà nó chín nó bầm. Sao mà nó không dính cái hột thì anh mới ăn được. Ừ. À. Cầm đi. Nhưng mà nó vẫn bị nè, từ từ nha. Ngọt hả? Mời cả nhà miếng. YouTube hay mấy anh em kia mời cả nhà vậy. Nhưng mà biết cả nhà đó ăn được. Lậm như chín quá nó không ngon em, hơi bở ha. Mời cả nhà nha. Chua quá. Ô, vừa nói mà đem ra con đen ngoài clip luôn. Nó chưa có chín lắm. Đây táo tàu nè. Em thấm. Nó ngọt lắm. Để con chấm. Em cầm bớt cho mình. Gì? Cái này ăn nó chua ngọt. Dạ nó chua quá. Chua lắm hả? Chín vàng chút nữa. Cái này ngọt mà. Dạ. Bữa sau con qua con quay cái cây táo của bà ha. Dạ qua nắng quá quay cái gì? Dạ, khoảng chiều mai chiều á. Chiều mát. Dạ. Ôi đã treo vừa mới nói cái bà đem ra luôn. Trùng hợp chứ. Trùng hợp ăn muối ớt. Dạ, táo có muối. Thôi ăn không rồi ăn muối ớt gì. Thử. Ngọt lắm á, ăn đem ăn. Đây. Giờ này ở đây mát hơn dưới. Dạ. Ngoài đây nè được có cái cây ô liu á. Dạ có cây này nè nha. Dạ. Không có là nóng đi luôn ngọt hả? Ngọt chưa? Ngọt cả nhà coi cái trái nó chín rồi. Để nó chín như cái kia là ăn nó xót. Dạ. Cái cây táo này biết sao không? Cứ bà chủ xót bà lạ bà làm lần cái ba bụng chút vậy. Dạ. Bố chút bụng vậy ngọt mà nó ngọt mua ngoài chợ ăn không bằng. Đúng rồi. Ủa hồi xưa là sao cái cây táo là bà mua trồng luôn xuống hả bà? Mua trồng á. Dạ. Trồng một cây táo, một cây chanh. Dạ. Cây chanh này nữa, rồi sao cây chanh giấy của Việt Nam. Dạ. Uống chanh rồi cái nước, cây chanh này nè. Chanh này là để nấu. Chanh kia để uống nước. Dạ. Là mua mất tiền bà. Cây táo đó mua tới 80. Cây táo 80. Ừ. Là mình mua nó bao lớn? Cỡ bằng cây hồng này không? Ôi, có chút xíu à. Ôm nhát à. Chừng mi cao vậy nè, chừng đất lên mi cao vậy đừng nó tính trong cái ga lông á mà nó tính mấy phít vậy đó. Dạ. Cô không có mua. Cái ông Quy này nè, ông có cái farm. À. Rồi ông mua tự ông trồng. À. Tự ông trồng cho cô chứ cái thùng bự gì cô đâu có đụng nổi. Dạ. Đó. Ăn đi bầu. Sao bầu quá. Thấy bầu rồi đang hái cho bầu ăn. Đã mát. Ừ. Chiều ra đây ngồi nó mát. Ở đây nhờ cái hướng gió. Ở đây là mùa nào là thứ nấy ha. Được. Cái này ăn chỉ có một năm ăn chỉ có một mùa. Có một mùa. Dạ. Năm ngoái cô hái cô đem về Việt Nam tháng 9, tháng 8 về cũng tháng dạ. Hái cũng lớn vậy trời ơi, giờ bệnh ăn không ghiền gì đâu. Đúng rồi, ở bên đó có bây giờ thì có chứ trước đâu có đâu. Trước có khô, có trái khô đó, ừ. Trái mà sấy khô để nấu xong bữa lượng chứ đâu đó có mà trái tươi. Mà bây giờ thì thấy rồi, cho anh cho trái ngon, trái bự, trái ngon. Ồ, trái bự ăn thử trái bự. Ừ. À, ngọt cái trái nó ngọt hơn. Trái nó ngọt. Ăn trái bự rồi, Việt Nam ham to. Cảm ơn bà nha. Cô cứ nhặt mấy trái nhỏ nhỏ vậy ăn nè. À. Không có hộp, nó giòn giòn nó mới ngon. Cái này, này giòn thiệt hết chứ bộ. Dạ. Trên cây mình hái xuống à. Ngọt. Trời nó xốp xốp. Dạ, cảm ơn bà có nhiều lắm. Có xốp không đâu xốp. Dạ. Cái này nó hơi xốp. Tưới nước nhiều quá thì nó nứt. Nó nứt nó rụng. Ngộ vậy. Mà bởi vì sáng sớm đó, cô. Cảm ơn bà nha. Dạ. Ngon ha. Này người ta ăn không hết đó, chín vậy nè. Cái người ta đem phơi. Để nấu xong một lượt. Để chín nó héo á, cái người ta đem phơi, cái người ta sấy khô. Sấy khô để dành nấu nước uống hoặc là nấu xong một lượng rồi, chè rồi, hầm mà. Ngon ghê cả nhà. Không biết Việt Nam mình có chỗ nào trồng được cái này chưa? Có ai mà cái vùng này trồng được thì chia sẻ với Chuột với mọi người cho biết ha. Ngon quá. Nó hơi xốp. Em ăn xốp à? Tùy trái. Ừ. Đâu em lựa, em biết em lựa cho anh chứ. Em nói rồi, cái này nó mới giòn nè. À. Tự nhiên em ra quay đào quay với táo. Được nè, nhưng mà cái này cũng sợ bị xốp giống cái này. Ừ. Rồi ha. Này đã chín lắm rồi á, nó nứt á, chín lắm rồi. Chua ngọt để nó mà giống vậy á cái vị nó ngọt thanh nó ngọt để nó mà héo vậy để nó mà khô vậy đó thì nó rụng mà nó ngọt hay à nghe thanh thanh nói cái này giòn hơn đó. cái này á mà để nó khô héo giống vậy á thì nó ngọt lắm nhưng mà ăn nó không ngon ăn nó không có giòn. Nó phải vàng vàng. Rồi, nó vàng này nè, nó vàng xong chim đục nè. Đâu, chim ăn hả? Chim ăn dơi. Tiếng con gì ăn. Nó khôn lắm, anh thấy nó ăn cái khúc vàng không? Đụng cá ở đây đó, mọi người là không có xịt thuốc. Không xịt thuốc gì hết. Chỉ đổ phân dưới đất thôi. Dưới đất. Ok, mình quay lại với lại chế đậu. Ngọt thì mánh con. Rửa. Rửa trái bự này luôn nha. Trái bự này bị hư rồi nè. Được đi, mỗi trái bự nó rớt. Nãy nó chuột lừa mọi người hả? Thử trái này coi. Ừ, thử trái này. Muối nha. À, mới tên mình. Muối Việt Nam. Muối Việt Nam rồi, trước chuột hồi tháng 1 chuột qua là đem 5 hũ hay 6 hũ. 5-6 hũ gì đó. Ăn đó. Giờ còn có nửa miếng này nè. Ngồi mấy tháng ăn dữ rồi trời. Ở đây cũng có bán mà. Nhưng mà nó không ngon cũng bán, nhưng mà nó không ngon như chỗ mình muốn mua ha. Đỡ ra miếng ra. Trước được làm clip thì hay quay mặt, nhưng mà giờ này ngại quay mặt quá. Chứ quay mặt không biết nói gì. Cứ quay về đi, chia sẻ cho cả nhà coi. Nhưng mặt cũng không được đẹp. Mặt được rồi chứ không được đẹp nữa thôi. Trước chưa có vợ thì đó là đẹp, giờ có vợ. Giờ đẹp quá bây giờ. Đẹp quá. Mình giờ ngắm thôi. Trái này là chưa chín nè. Rồi giòn nè, cái này chút giòn. Ok. Mời cả nhà nha. Nó chín là nó sẽ bị ruồi với lại sâu đục hết à. Mời cả nhà nha. Ok, còn cái táo này thì để bữa nào chuột quay cho mọi người coi. Quay mới cho lắm. Chua lắm không? Không. Ngon hơn là chín đúng không? Em ăn thử coi. Đấy là ngon hơn cái chín. Em thử cho cảm nhận coi. Hai mấy trái này. Khi nó chín là nó sẽ bị sâu. Chín là nó sẽ bị sâu. Qua cắt tóc chưa? Thì chuột làm nghề cắt tóc thì chắc mọi người cũng biết à. Nay chuột có hẹn với ông chú qua cắt tóc. Bữa nào chắc chuột cũng làm lóc quay cắt tóc cho mọi người coi. Giờ chuột bắt đầu làm lóc lại. Mấy hôm á bận quá rồi. Mới qua nó còn giấy tờ gì chưa có. Dơ cái là chưa có nên chuột không có làm được. Với lại chuyển ngân hàng á, chuyển trong cái tài khoản YouTube á. Rồi chuột chưa có làm được nên bây giờ nó ổn định là chuột mới làm lại. Ngon. Nó nhẫn nhẫn thấy không? Nó nhẫn nhẫn. Nó coi đi. Nhưng nếu nó chín quá thì nó bị sâu ăn hết. Đúng rồi. Để anh hái mấy trái lên kia. Không tới lượt người nha. Để chuột hái mấy trái chín nè. Đâu rồi ta? Gì? Đừng ngồi đi, ai kêu đứng trời. Đừng mình ngồi xuống. Mấy cái này vàng này nè. Cầm nha. Ngọt đi. Thì cả nhà coi thì thấy vui, thấy thích gì thì ủng hộ cho chuột ăn. Nó vui. Cả nhà coi thấy vui, thấy thích thì ủng hộ cho chuột ha. Bằng cách like, share và subscribe. Vẫn như mọi khi quảng cáo, không có cái gì mà ưng ý thì góp ý, thích thì like, không thích thì bấm cái dislike. Tại mình không xịt thuốc á. Cái không thích. Ăn cái bộ đá mà. Giờ này nóng quá cô con. Dạ. Có một nó được qua nóng quá cái cô ngã luôn. Dạ. Qua nóng mà hầm nóng mệt. Đúng rồi, mấy nay ở đây đang là tháng 8 cả nhà nên con nằm trong nhà cũng hơi oi. Chịu được. Ra ngồi đây cho nó thoáng. Dạ. Đừng có để. Có để nó mệt không? Còn chịu tháng nữa. Cô chịu nóng dở. Dạ đúng rồi. Cái thời tiết ở đây nó cũng giống như là ở Đà Lạt đó, cả đất mền nó cũng để giống Lâm Đồng hơn, Bảo Lộc hơn. Giống khúc Bảo Lộc hơn. Nó không có lạnh như Đà Lạt. Cũng không có nóng như Sài Gòn, nó giữa giữa nó cỡ Bảo Lộc. Chứ ở đây ở Việt Nam là nóng ghê lắm, nó rít người nữa. Mưa. Dạ. Vừa nóng vừa mưa. Vừa nóng vừa mưa. Cái cây này nó bùm xùm. Ở đây thì có 4 mùa đó. bùm sùm quá ha. Bây giờ còn chịu tới tháng 9 á, hết tháng 8 tới tháng 9. Ở đây là 4 mùa rõ rệt luôn, tới mùa đông mới qua thu. Cuối tháng 9 rồi. 20 tháng 9 á. Cuối tháng 9. Rồi mà chụp qua mới đây qua mà qua tháng 1 trời nó lạnh cống luôn. Cống mặc áo phao. Tháng 11, 12 nó đầu lạnh rồi. Đâu? 1, 2, 3 là mùa đông, lạnh nhất luôn á. Mùa đông 1, 2, 3 là đông. 4, 5, 6 là mùa xuân. 7, 8, 9 là mùa hè. Phải hết mùa, hết tháng 9 nó mới mát trở lại. Ừ. Cái này okay. Em lột cái miếng thôi. Ăn mình là dành ăn mình. Thôi, lột đi. Cái nào? Cái sâu nó khôn nó đục trước mình rồi. Ừ, ăn nó đục rồi. Nó đục trước mình đó à. Đọc cái này để ăn cái này cái nữa là kết cái chương trình TV ở đây được. Có nhiều cái đó, nhiều cái để quay cho mọi người coi lắm. Thì mọi người coi xong thì ủng hộ cho ha. Mai trời mát xuống quay cái táo. Dạ ok, trời mát thôi. Chưa hái trái nào, mới hái mấy trái cho bé ăn, bé bầu nè. Dạ dạ. Dạ con cảm ơn bà. Không có gì đâu. Mai con vô nha. Ừ. Có cái táo sao mọi người. Nhà ở ngoài sau bà có nuôi mấy con gà nó dễ thương lắm. Mai ra ngoài hái táo. Ừ. Nhìn ngon ha. Nhìn thì ngon, bởi vậy mấy con sâu nó ăn hết rồi. Đúng à, biết sao không? Tại mình không chụp thuốc, mình không xịt thuốc á nên... Mình không chăm nó. Sâu nó đẻ trứng cho nó. Mình cứ để. Con rồi á, cái nó kim vô, cái đẻ trứng cho nó làm xì nhựa ra. Mình cứ để có thì ăn, không có thì thôi chứ mình không có chăm. Trà đào thì ăn nó cũng không có ngon. Ở đây người ta cũng tươi thì ngon. À, người ta cũng xên đường để làm trà đào vậy thôi. Ờ. Ừ, thằng miếng này cả nhà. Ngồi cả nhà. À. Nó miệng nha nè. À. Hơi mềm mày. Cái này giòn không ghê. Cái này ok. Thôi cũng cảm ơn cả nhà đã coi. Thích thì like, không thích thì dislike, ủng hộ chùa ha. Và comment bên dưới mọi người cả nhà muốn coi cái gì á, về cái gì ở nước Mỹ thì hãy là bình luận bên dưới cho chuột. Chuột sẽ có thời gian chuột sẽ đi quay. Cũng có nhiều anh chị đã làm rồi nhưng mà mỗi người sẽ có mỗi cái cách thức, mỗi cái hay khác nhau. Ok. Cảm ơn cả nhà đã coi nha. Bye. Hẹn gặp lại ở clip tiếp theo.